Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của em, và em là Cường Kê Thần. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với bảng chữ cái và chúng ta sẽ đến ngay với một clip sale. Lâu lắm rồi em không sale đúng không? Chúng ta sẽ đến với clip của mã B nhé, từ B1 đến B56. Hôm nay đều là những sản phẩm em tự tay lọc ra. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến ngay với mã B với giá siêu rẻ luôn. Bây giờ để áo gió 199.000 thì anh em có hào hứng để săn không? Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến ngay với áo gió một lớp, hai lớp, chính hãng, giá 199.000. Và ngay bây giờ, để không mất thời gian thì bắt đầu thôi. Ok, và ngày hôm nay thì thời tiết nó đã bắt đầu lạnh rồi. Và anh em có thể nhìn thấy này, em đã mặc hai con áo rồi, để cho anh em có một cái cảm nhận trực quan nhất về cái việc đấy là form áo nó như thế nào khi mà chúng ta cũng sẽ mặc cái áo ở bên trong giống như em. Và em cũng nói luôn là em cao 1m73 và nặng 64kg nhá. Mã 1 chúng ta sẽ đến với thương hiệu Topton, và đây là một con áo gió một lớp Balen của Topton, hàng Hàn Quốc. Rộng vai 45-46, dài 70 và độ rộng 55. Đây là áo gió một lớp mặc chống lạnh nhẹ thì cực kỳ là sướng luôn, và màu rất là đẹp, với form size sẽ là 65-72, cân nặng 60-70. Con này điểm đặc biệt và nổi bật của nó thì nó chỉ có hai màu là trắng và xám, cộng với cả cái việc đấy là nó sẽ có thêm phần túi có hai bên khóa nhé. Và đây là một con gió chính hãng với độ mới 95% của nhà Topton. Tiếp ạ. Với tất cả những cái con nào mà không có hình in đằng sau thì em sẽ không quay lưng nữa nhá. Mã 2 chúng ta sẽ đến với một con của Homer. Và đây là một con D-Day Basic size 90 với chất liệu gió là hai lớp, hàng là của Hàn Quốc. Và chúng ta sẽ có một con màu kem, 199.000 nhá. Cái tem của con này vẫn đọc được đấy ạ, chẳng qua là ánh sáng nó hơi mờ thôi. Hai lớp nhưng mà nó thực ra nó cũng tính là một lớp cũng được, bởi vì là cái con này cái lớp lưới của nó khá là mỏng. Đây, vẫn là hai túi khóa hai bên, có cả phần túi, à có phải cần phần khóa ở giữa như thế này. Và đây đều là những con hàng nước một ở trong kiện Hàn Quốc. 6572, cân nặng 60-65 ạ. Với mã sẽ là mã B2, và con này mũ không tháo ra được. B3 chúng ta sẽ đến với một thương hiệu của Ý, và chúng ta sẽ đến với pin Pole. Tem mác đầy đủ nhá. Tem rất là rõ luôn anh em ạ. Gió một lớp có mũ, và mũ này giấu được để trở thành áo cổ tàu với rộng vai 46, dài 62 và độ rộng bụng cũng là 46. Tay khá là nhỏ. Đây là dòng V60 của pin Pole. Form size con này chỉ từ 60 đến 65kg thôi. Là một về form size liên quan đến cân nặng. Còn chiều cao con này là 1m70 trở xuống nhá. Một là anh em size M và anh em siêu gầy, hai là anh em mặc size S giúp em. Ok chưa ạ? Mấy con hàng này thì với giá này thì là giá tri ân rồi. Em thì lãi ở mấy kiện phao rồi, thế nên là mấy cái clip này thì em để tri ân cho khách hàng thôi. Và đây là mã bạ. B4 chúng ta sẽ đến với thương hiệu IC Breaker của Hàn Quốc. Đây là một con gió hai lớp với chất liệu là vải thể thao lạnh. Chúng ta sẽ có một cái con với tem mác rất mới này, hai lớp với mã 4, không mũ ạ. Bọn này nếu mà so sánh với cả bọn Nike ấy thì nó làm rất là giống nhé, làm rất là giống về thiết kế ạ, chứ còn về chất liệu thì khác ấy. Con này mới 98% nhé, 65-72, cân nặng 60-70, hàng Hàn Quốc. Cũng là một thương hiệu rất nổi bên Hàn nhưng mà ở Việt Nam thì ít người biết. Tiếp ạ. Hai lớp nha anh em nhé. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với một thương hiệu nồi đồng cối đá với mã B5. Chúng ta sẽ đến với Cologne Sport. Những cái con này em bán ở trong đầu mùa, thậm chí còn chưa lạnh em bán 3,5 vẫn bay bình thường nhé. Đây con này có túi khóa các thứ này. Rộng vai 48, dài 69 và độ rộng bụng sẽ 54. Một lớp gió mỏng. Con này anh em chạy xe máy bây giờ đi mùa thu là cực kỳ là hợp lý luôn này. Túi khóa hai bên, 65-72, cân nặng 60-70. Và mã sẽ là B5. Mới lắm. B6 ạ. Bỏ con DUHC cái điểm này, bỏ con màu cam này. Order với mã B6 chúng ta sẽ đến với một con này không có mũ đâu nha anh em nhá. Rộng vai 44, dài 64 và độ rộng bụng là 48. Anh em cân nhắc thật kỹ nhá, bởi vì clip sale này thì em không muốn bị hoàn hàng, thế nên là em sẽ làm nó thật chậm thôi. Bởi vì là làm gì đã có kiểu không có lãi rồi ấy, thì bán kiểu bán cho nó kiểu gọi là trơn tru thì tốt nhất là anh em kiểu nên cân nhắc thật là kỹ nhá. Con này thì form size M gầy này,
1m65 đến 1m70 thôi ạ. Và cân nặng là 60 đến khoảng 65kg thôi. Con nào to thì em sẽ nhấn mạnh là to. Và đây là mã 6. Chúng ta sẽ đến với thương hiệu Order. Và con này sẽ có 2 lớp. Mã 7 chúng ta sẽ đến với thương hiệu Ocean. Thương hiệu này ra đời vào năm 1994 tại Seoul, Hàn Quốc ạ. Rộng vai 43, dài 75 và độ rộng bụng sẽ là 50. Made in Korea. Chất liệu còn con này sẽ là chất liệu gió bông. Kiểu nó dạng gió, nó giống kiểu dạng nó như nào để anh em hiểu nhỉ? Tức là nó cứ xốp xốp ấy. Đấy, kiểu vậy. Đây là một con với form size 60 đến 68 kg là cân nặng. Còn chiều cao thì là 60 đến 1m70 ạ. Đây là một cái con dạng gió lịch sự. Thế nên là nó sẽ chỉ thiết kế một lớp thôi, nhưng mà khá là dày. Và đây là mã 7. Những cái chi tiết để thể hiện độ mới này, thậm chí là những cái con khóa rút này nó vẫn còn nguyên này. Tiếp tục là mã 8, chúng ta sẽ đến ngay với một mã của thương hiệu Reebok. Đây là một mã áo gió cộc tay. Con này rất là đẹp, nhưng mà cộc tay. Anh em có thể mặc ở phía bên trong một con áo cùng màu, một con sweater cùng màu với cả cái áo gió này và mặc con này ở bên ngoài. Con này ai chuyển khoản em sẽ để giá 99.000 nhé. 99.000 cho một con gió cộc tay của thương hiệu Reebok. 6572 cân nặng 60-70. Và đây của chúng ta sẽ là mã B8, B9 á. B9 chúng ta sẽ đến với thương hiệu Order. Chúng ta sẽ nhìn kỹ giúp em nhé. Bởi vì cái thương hiệu này xuất hiện rất là nhiều, kể cả trên áo phao. Hàng Hàn Quốc với gió 2 lớp, rộng vai 45, dài 70 và độ rộng 50. Màu cũng đẹp, con này màu xanh đen. Chúng ta sẽ có màu xanh đen và form size là 6572, cân nặng 60 đến 68. Mấy cái hàng này thì anh em nhìn thấy rất là nhiều trên kênh em rồi. Thế nên là quay trở lại câu chuyện, bây giờ chỉ có test thôi. Test khóa kia các thứ thôi. Con này size M này. Tiếp đi ạ. Adidas đúng không? Mã này của chúng ta sẽ là mã 9 ạ. 199.000. Mã 10 chúng ta sẽ đến với Adidas. Đây là một con màu xanh. Con này gọi là màu xanh dương. Rộng vai 48, dài 76 và độ rộng bụng 53. Đợt trước em bán con này, một cái con này size M, size 90 thì phải, em nhớ không nhầm là như vậy. Bây giờ con này thì là size L này, con này to hơn con hôm trước một chút. 6875 cân nặng 6575. Áo của Adidas nhé. Thiết kế rất giống nhau, màu sắc cũng khá là giống, nhưng mà form size con này to hơn đấy. Con này size L. Và mã này của chúng ta sẽ là mã, này anh em nhìn này, tay mới đét luôn. Mã này là B10, B11 ạ. B11 chúng ta sẽ đến ngay với một em khá là hay, con này là gió 2 lớp. Gió 2 lớp của Hàn. Và chúng ta sẽ đến ngay với một em với rộng vai 46, dài 72 và độ rộng 54. Dày lắm. Mã bao nhiêu đọc lại hộ anh cái? Mã đấy mã 11 ạ. 11 nhá. Chỉ có 199.000 thôi, thế nên này, anh em cân nhắc kỹ trước khi đặt hàng giúp em. Để tránh cái tình trạng là kiểu gọi là người cần thì không mua được, còn người không cần thì cứ đặt. Đây, 6572 cân nặng 60-68. Đây là một con Hàn, một con hàng đến từ Hàn Quốc. Và mã này của chúng ta sẽ là mã 11, 12 ạ. 12 chúng ta sẽ đến ngay với một con Crocodile. Thương hiệu này là thương hiệu gọi là được gọi là Lacoste của châu Á. Rộng vai 42, dài 64, độ rộng 46. Đây là một con gió 2 lớp với công nghệ chống nước luôn ạ. Gió mùa này mà ai bán 199.000 thì mọi người cứ xem hết tất cả các kênh ạ. Đây, một con gió rất đơn giản của Crocodile. Con này túi của nó sẽ là túi vuông nhé, nó rất nhiều túi. Cả trong nó cũng có túi luôn. 6572 cân nặng 60-65. Và cứ em mã này. Gió nhà em cũng còn khá nhiều, thế nên là em sẽ thanh lý bớt đi một chút. 13 đấy ạ. 13 chúng ta sẽ đến với Indian Blue. Rộng vai 51, dài 80 và độ rộng bụng sẽ là 55. À không phải Indian. Em sorry, em nhìn nhầm, con này của Slanker ạ. Đây là gió dày nhá. Và con này là size XL. Màu cũng khá là trung tính. 1m68 trở lên đến 1m80 là chiều cao. Còn
Không, con này 1m7 đến 1m8 đấy. Em mặc là hơi bị dài này. Cân nặng thì cũng 70 đến 80, con này size XL mặc giúp em. Slanger, chống nước luôn. 13, B13. Tem mác cốt kiếp đầy đủ, độ mới cao nhé. 14. Camel, một thương hiệu sản xuất áo dành cho du lịch dã ngoại leo núi. Rộng vai 47, dài 76 và độ rộng 55. Chống nước, lớp giữ nhiệt còn nguyên. Form hơi to. XL tiếp ạ. 1m70 đến 1m80. Hoặc là anh em dưới 1m7 nhưng anh em phải có cân nặng từ 75kg trở lên. Cân nặng con này là 70 đến 80 luôn này. Rất nhiều anh em nói rằng không có size to đúng không? Hôm nay cũng có khá con size to ạ. Và giá hôm nay thì rất rẻ. 14. Chúng ta sẽ đến với mã B14 với giá 199.000 bao ship. 115 chúng ta. À 15. Nepa, sorry anh em. Tem mác đầy đủ nhá, gió hai lớp của Nepa. Rộng vai 40, dài 67 và độ rộng bụng 52. Con này là gió chống nước hai lớp của Nepa. Hôm nay em sẽ lên từ từ dần dần mà. Dạo này em cũng làm việc khá nhiều rồi, thế nên bây giờ cũng không vội lắm. 6572 và à không, con này đến 70 đấy ạ. Đây, M73 nó đến đây này, mọi người cứ cân nhắc này. Cân nặng là 60-65 thôi. Con này mặc size M nhưng mà mặc size M gầy giúp em. Lúc mà kéo khóa mọi người để ý nhá, là nó sẽ có một thêm một cái lớp ở phía bên trong này này. Thế nên là mọi người cố gắng kéo nhẹ nhàng thôi, không nó bị kẹt vào. Đây là mã 15. B16 đấy ạ. Prokis. Mọi người sơ giá giúp em nhá. Hàng này đắt lắm. Rộng vai 47, dài 70 và độ rộng bụng 55. Gió hai lớp của Prokis. Con này thì nó mang tính chất thể thao rất rõ luôn. Mặc form này, anh em nhìn form thể thao lắm. 1m65 đến 1m70 và cân nặng là 60 đến 68. À quên mất, những cái con không hình đằng sau này thì việc gì phải xoay nhỉ. Mã này của chúng ta sẽ là mã 16, 17 ạ. 17 chúng ta sẽ đến với một con thể thao của Nike nhá. Đây. Con này là vintage nên là nó chỉ có một tem thôi. Rộng vai 48, dài 70 và độ rộng bụng 57. Con này mà anh em kiếm được con quần mà cùng màu với cái này thì mặc cực kỳ đẹp này. Áo của Nike. Dã man đẹp không? 6572 cân nặng 60-70. Logo ở đây là logo theo nhá. Mọi người nhìn cái smooth theo của bọn chính hãng này. Đấy, nó nét đét như này cơ mà. Và quan trọng là giá nó rẻ, 199.000 hai lớp. Tiếp ạ. K2 à? K2 với mã 18. Rộng vai 48, dài 69-70 và độ rộng 54. Gió hai lớp của thương hiệu K2. Và giá là 199.000 luôn. Anh em chỉ đặt một người, chỉ đặt dưới 5 sản phẩm thôi nhé. Có nhiều người họ đặt phát 10 sản phẩm ấy. Những cái đơn như thế thì em bắt buộc phải xin chuyển khoản. Ít nhất là 500.000 em mới cho đơn đi. Sợ nhất là kiểu bị phá ấy. Là vào anh em có nhiều người đặt mười mấy sản phẩm xong bom cái chết. 6572 cân nặng 60-68. Hai lớp của K2, hàng Hàn Quốc. 199.000, có mũ tháo rời ra được. Và đây là mã B18. B19 ạ. B19 chúng ta sẽ đến ngay với một con áo chính hãng của Reebok. Một lớp đấy ạ, rộng vai 46, dài 75 và độ rộng 50. Một con áo thể thao 75. Đây anh em. 6875 cân nặng 6575 và chúng ta sẽ có một con Reebok size L. 199.000 cho con này. Con này bị cắt tag trên rồi. Nhưng mà em bao check chính hãng nhé, fake nhân đôi tiền này. Riêng mấy cái mã kiểu như này em khẳng định với mọi người luôn là nhìn vào cái đường kim mũi chỉ là mọi người biết. Đây là gió một lớp với mã 19 của Reebok size L. 20 Under Armour này. Con này size S. Tem mác đầy đủ nhá. Tem cốt các thứ, tem QR các thứ còn nguyên này. Đấy, mọi người nhìn rất là đẹp luôn. Rộng vai 46, dài 68 và độ rộng 50. Con này mặc size M gầy hoặc là size S này. Đây anh em, nó mới đến như thế này và nó đẹp như thế này mà em bán có 199 này. Under Armour 1m65 đến 1m70 và cân nặng là 60-65. Hoặc nhỏ hơn mặc vẫn được. Thoải mái. Mã này của chúng ta sẽ là hai lớp và chúng ta sẽ có một con Under Armour với mã là mã B20.
B21. Anta mới 98%. Con này mới lắm. Ngoại trừ cái việc nó là màu đỏ ra thì nó mới. Rộng vai 45, dài 71 và độ rộng 54. Và cái quan trọng là cái form nó rất là đẹp. Bây giờ em mặc cho mọi người xem. Mấy con áo thể thao này thì màu sắc không đáng lo đâu anh em. Bây giờ cứ chọn mấy con mới mới này mặc này thì nó sẽ được lâu. Rộng vai và rộng bụng thì nó sẽ phù hợp với 6572 cân nặng 60-70 đấy ạ. Cái chất này cũng co giãn nhẹ. Mọi người nhìn cái tay đấy, gần như là hàng mới luôn. 21 ạ, 22 đấy ạ. 22 chúng ta sẽ đến với một con Reebok. Rộng vai 40, dài 67, độ rộng 48. Reebok chính hãng nhưng mà giá chỉ có 199 thôi. Form size con này sẽ là form size S. Mấy anh người nhỏ nhỏ giúp em giải vía mấy con này đi. Mấy con này nó rất đẹp luôn, chẳng qua là size nó nhỏ thôi. Dưới 1m68 và dưới 65kg này, đẹp như thế này cơ mà. Hôm nay có những cái con sẽ lẻ size nhá, ví dụ như là S hoặc là size XL là ít khi có. XL tiếp ạ, 23. Con này dành cho những ai mà người siêu to khổng lồ. Đây. Anh em nhìn những cái con hàng của Lecoq Sportit này. Rộng vai 60, dài 77, độ rộng 64. Nó đẹp như thế này nhưng mà nó to lắm. Thì em nghĩ rằng là có người size M thì phải có người size XL, có người size S chứ nhỉ. Cứ mua cứ mang M về suốt ấy. Nhiều khi có anh em size to anh em hỏi lại không có hàng. Con này thì siêu đẹp luôn này. 1m70 đến 1m80, cân nặng 70-80 luôn. Con này size XL. Hàng của Lecoq Sportit. Con này mua mới là 2.8 triệu đấy ạ. Hai lớp. Tiếp theo chúng ta sẽ đến một con Bomber của H&M, màu bã trầu nhá. Anh em biết thương hiệu này thì chắc là cũng khá là rõ về giá rồi. Rộng vai 45, dài 66, độ rộng 52 với mã B24. Chúng ta sẽ có một con Bomber mặc như thế này. Em thì em rất thích mấy cái con màu độc độc như này. Đây. 6572 cân nặng 60-70. Hàng của HM, độ mới cao. Form Bomber. Em test khóa luôn này. Hỏng cái tặng luôn này. Khóa ngon anh ạ. Đấy, form rất đẹp luôn. Form Bomber hai lớp, dày dặn. Và giá thì rẻ, 199 ạ. 24, 25. 25 chúng ta sẽ đến với thương hiệu Miles Mountain Spike Peso, ra đời vào năm 1950. Hai lớp hàng của Miles. Thương hiệu quá ngon luôn, 25. Chống nước nhá. Đây. Bởi vì cái lớp con này nó là chống nước thế nên mấy cái lớp khóa của nó ấy, nó sẽ là chống nước luôn. Ok. Và mấy cái lớp khóa này thì thường thường là nó sẽ cái màu của nó sẽ không được đẹp đâu. Nhưng mà nó vẫn rất ngon anh em ạ. 6572 cân nặng 60-70 với mã 25. 26 đấy ạ. 26 chúng ta sẽ đến với Nepa. Con này size 100 và nó cũng là màu bã trầu. Con này cũng là hai lớp luôn. Vừa chống nước này, vừa chống lạnh. 26 và form con này là form rộng. Con này phải 1m70 đến 1m75. Em mặc là bị ngắn đấy. À, em mặc là bị dài, sorry. Hai lớp. Cân nặng 70 đến 80 nhá. Nhỏ hơn thì sẽ mặc giống em, nhưng mà em nghĩ là nếu mà mặc form vừa thì cứ 70 đến 80 là mặc ok. Hôm nay anh em nào mà người béo ấy, hôm nay nhiều lựa chọn lắm. Mã này là mã 26. 27 ạ. Lecoq Sport. Đây. Đấy, mặc dù là thanh lý nhá, nhưng mà toàn thương hiệu to thôi. Rộng vai 45, dài 68, 69 và độ rộng 50. Form đẹp, chất đẹp, màu đẹp. Hôm nay em cũng chỉ định lên 40 mã thôi. Nhưng mà em sợ là với cái lượng theo dõi của kênh em bây giờ nó nhiều quá ấy. Lên ít mã quá anh em không săn được thì nó mệt. 6572 cân nặng 60-68. Thật sự là bây giờ lên nhiều là để phục vụ đủ người thôi, chứ còn em không ham lên nhiều đâu. 28 order, rộng vai 44, dài 62 và độ rộng bụng 6 à độ rộng bụng là 46. Con này là một lớp nhưng mà đây là một lớp chống nước của order. Chống nước nhá. Anh nhìn tay tiếc cái thứ làm rất là đẹp, size S. Mã này của chúng ta thì dưới 1m68 và dưới 65 rồi. Màu đẹp chưa? Đây. Anh em bảo đi đâu mua được mấy con này giá 199.000 anh em.
càng vào mùa những cái đơn vị họ càng tăng giá, nhưng mà càng vào mùa thì em càng muốn bán được nhiều nên em càng giảm giá. 29 này, Mizuno này, con này size to. Nhưng mà ai người to thì hãy chọn mã này giúp em. Đây là một cái mã siêu xịn của Mizuno. Rộng vai 46, dài 73, 74, độ rộng 60. Đây, L và XL mặc con này, mã này giúp em nhé. Mizuno là một cái thương hiệu rất nổi của Nhật rồi. Hai lớp, 1m70 đến 1m78 và cân nặng là 70 đến 80. Ok chưa? Hôm nay size to rất nhiều dành cho anh em. Mã này của chúng ta sẽ là mã 29, 30 đi em. Hay lên 30 mã lại cho đỡ mệt. 30 chúng ta sẽ đến với Convert. Mũ không tháo ra được nhá. Rộng vai 46, dài 65, độ rộng 53. Convert Nhật Bản. Hai lớp gió. Màu đen. Đẹp như thế này. Đây, đẹp như thế này. 200. Logo Convert ở trên khóa này. 6572 và cân nặng là 60 đến 68. Tay rộng, con này mặc thoải mái, 68 mặc thoải mái luôn em. Size M chuẩn đấy. Đây là mã 30, hai lớp nhé, 31. Pierre Cardin, thương hiệu của Pháp. Và có logo là chữ P ấy. Rộng vai 44, dài 69-70, độ rộng 47. Đây là một con gió một lớp khá mỏng của Pierre Cardin. Chống lạnh nhá, thoải mái luôn. 6572, hai túi khóa hai bên. 6572, cân nặng 60 đến 65. Con này mặc khoảng size M thôi. 32 chúng ta sẽ đến với Lê Cáp Sport, rộng vai 50, dài 74, độ rộng 60. Con này size 105, dành cho những ai mà mặc size số quen. Và đây là gió hai lớp size M béo. Chúng ta sẽ có form size sẽ là 65 đến 72 là chiều cao. Và cân nặng là từ 70kg đến 80. Bởi vì con này là form 105 ấy, thế nên là form size này sẽ là L, XL. Nhưng mà chiều cao này, em cao 1m73 là đến đây thì đúng là form size kiểu của người mặc size M, nhưng mà người kiểu béo anh em. Gió hai lớp, có cả lớp lưới nhá. Và lớp bên ngoài cũng chống nước với mã 32, 33. 33 chúng ta sẽ đến với một con của thương hiệu Aswin. Size 100, con này giá 99.000 thôi. Hôm em mở con này ra em tưởng nó của Fila cơ, bởi vì nhìn cái logo này rất giống logo của Fila. Rộng vai 46, dài 72, độ rộng 53, hai lớp. Nhưng con này siêu mới luôn. Mấy cả cái chất liệu gió của con này nó cũng kiểu rất là xịn ấy. 99.000 nhưng mà yêu cầu chuyển khoản trước nhá. Form con này sẽ là form lịch sự. 6572, cân nặng 60 đến 68, form cổ bẻ lịch sự. Mà chúng ta sẽ có logo ở trên từng con cúc này. Anh em đợi em chút nhé. Chết rồi, lại bị kẹt quá. Anh em đợi em chút để em xem lại cái khóa này. Vừa nãy em đóng nó vội quá. Đóng lại nhé. Đóng lại để kiểm tra luôn. Giá con này là 99.000 nhé. Bây giờ phải đóng lại để kiểm tra khóa anh em. Hỏng khóa gái tặng luôn. Không, khóa ngon đấy. Chẳng qua là kiểu em nhét nó bị vội quá. Hai lớp với mã 33 và con này 99.000, nó có cả cái túi trong này nhá. Chuyển khoản luôn ạ. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với mã 34. Chúng ta sẽ đến một con siêu phẩm. Với cái giá này thì đây là siêu phẩm. Chúng ta sẽ đến với Pull&Bear. Đây là một con gió 3 lớp siêu dày của Pull&Bear. Tem rất đẹp. Rộng vai 44, dài 73 và độ rộng 50. Vừa dày, vừa đẹp và vừa mới. Và giá bao nhiêu? 199 bao ship. Đây là một con gió mặc cho mùa đông anh em ạ, không phải mùa thu đâu. Nó dày lắm. Mã bao nhiêu rồi? 34 ạ. Đây là mã 34 nhá. Anh em nhìn này, mới chưa? Có túi khóa nữa nhá. Size M, 6572, cân nặng 60-70. Con này dày lắm, nó 3 lớp liền cơ mà. Này anh em nhìn tay khác gì hàng mới. Dã man không? 35 ạ. 3 năm chúng ta sẽ quay trở lại với Fila. Con này size 95, màu là màu da cam. Tem là tem Nhật. Được chưa? Rộng vai 41, dài 65 và độ rộng 47.
Đây là một con gió mà chất liệu của nó sẽ là chất liệu co giãn, màu của nó khá giống cái con áo sweater đang mặc ở phía bên trong. Thơm đấy. Đây. Form size con này, con này nam nữ mặc được hết, nhưng mà form size con này sẽ là form size M gầy. 1m70, 68 trở xuống. Và cân nặng của con này sẽ là rơi vào đâu đó khoảng 60-65. Với mã bao nhiêu? Thôi được rồi, để anh ấy cho. Đấy là mã 35 nhá, đây là mã 36 này, ASICS Nhật Bản này. Anh em thấy hàng dã man không? Đấy, có 199 thôi. Rộng vai 46, dài 73 và độ rộng bụng sẽ 53. Màu con này cũng đẹp chứ. Phila kiểu của nữ xinh nhỉ. Đây. Anh em nào mặc size M mà form 75kg trở xuống này. 65-75kg, chiều cao vẫn là 65-72. Chính hãng đấy ạ. 199k, độ mới trên 90. Và đây sẽ là mã 36 ASICS của Nhật. Đẹp lắm. 37. 37 chúng ta sẽ đến với MyLED. Cái thương hiệu này ở trên phao nó rất nhiều ấy. Năm nay em mở rất nhiều phao của MyLED, gió nó cũng xịn lắm. Rộng vai 46, dài 78 và độ rộng 52. Màu này rất dễ mặc nhá. Con này cũng là size L. Không, con này phải XL anh em ạ. Chiều cao thì cứ 1m68 trở lên đến 1m75 hoặc là 80 mặc chắc là cũng được ấy. Đây, em cao 1m73 này đến đây này. Còn cân nặng con này chắc chắn là phải 75kg trở xuống. Tầm 70-75, à không, 80 mặc được. Và nó vẫn có công nghệ Goltech, được gọi là công nghệ gọi là chống nước. Và đây là mã 37. Mọi người nhìn nhá, cái lớp trong của nó này, in logo của MyLED ở trên toàn bộ cái phần lớp trong. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với thương hiệu Nepa và chúng ta sẽ đến với mã 38. Con này là size S. Con này để cho nam mặc thì phải người siêu nhỏ. Từ từ anh em ạ, đây em tí. Bây giờ bán mã này bao nhiêu đây? Đây nhá, em bảo này. Anh em nào mà người mà dưới 1m60. Con này chắc phải người cao dưới 1m68 và cân nặng dưới 63kg. Bây giờ em sẽ để một vài con giá rẻ để cho anh em chơi cho dễ này. Đây là Nepa chính hãng với mã 38, nhưng mà size là size S. Và con này 99.000. Chuyển khoản luôn nhá, những con 99.000 thì em không bao, không cho cốt đi đâu, nó mệt lắm. 39 ạ, chúng ta sẽ tiếp tục với Nepa. Hai con Nepa ở cạnh nhau nhưng mà con này size M chuẩn này. Rộng vai 48, dài 70 và độ rộng bụng sẽ 55. Mũ tháo ra được nhá. Mã này của chúng ta sẽ là 65-72 và cân nặng là 60-70. Đẹp, dã man, Nepa, Italia. Em thấy không? Hàng nó như thế này cơ mà. Đấy, mà bán giá có phải là cao đâu, 199 luôn, cho nó chất. Mã này em không mặc được đâu, đây là áo nữ rồi. 40, rộng vai 38, dài 52 và độ rộng bụng là 42. Chúng ta sẽ đến với một con Fila mới 99%, nhưng mà của nữ. Anh em mua về cho chị em giúp em nhé. Dưới 1m, con này phải dưới 1m65 và dưới 50kg. Đây là áo nữ anh ạ. Con này là size M nhưng mà của nữ, 199, quá rẻ cho một cái con siêu phẩm. 41, order. Em cứ lên dần dần thôi. Hai lớp. Rộng vai 48, dài 70 và độ rộng 56. M béo hoặc L mặc giúp em nhé. Cân nặng thì chắc chắn là 65-75 rồi. Còn chiều cao này, em cao 1m73 này, đến đây thì chiều cao chắc cũng phải 68 trở lên đấy. Hai lớp, có chống nước nhá, 1m73 đến đây anh em. Đó. M béo. Còn độ mới áo anh em yên tâm nhá, đây đều là những con hàng nước một nên độ mới nó cao lắm. 41 ạ. Con này thậm chí cổ nó là cổ nó là còn cổ nhung nhá. 41, 199 luôn. 42, bán cho nhanh anh ạ. Pro Spec, đẹp chưa? Goltech này, rộng vai 50, dài 78 và độ rộng 60, với mã là mã B42. Ôi nhưng mà con này size XL. 1m70 đến 1m80 và cân nặng là 70 đến 85kg. Con này to lắm, em mặc không được đâu. Đây con này to như thế này cơ mà. Đây, đùi em đến đây. Dạ màn. Vai size XL.
Và đương nhiên là tem mác cúc kiếc đầy đủ. Đây, tem Nhật Bản, mới lắm nhưng mà size to 43, rộng vai 50, dài 75 và độ rộng bụng 58. Chúng ta vẫn sẽ có công nghệ Goltex. Đây tem này, anh em nhìn hàng chính hãng nó thế này cơ mà. 43, hai lớp nhá. À, con này của Lê Cáp, tưởng thương hiệu gì. Lê Cáp anh em ạ. Khóa kép, chống nước. Anh em mà đi mưa ấy, mặc mấy con này thay áo mưa được luôn. 6875, cân nặng 6575. Con này phải thế, con này phải size L. Mặc M không được đâu ạ, mặc M là mặc cố. Nếu có như anh em kiểu lùn nhưng mà béo ấy thì mới mặc được. Đây là mã 43. 44, con này đen xì thì cũng không có gì để check đâu. Lê Cáp tiếp. Rộng vai 42, dài 62, độ rộng 47. Con này M gầy này, màu đẹp lắm. 44 rồi cả. Đây, con này là màu đen vàng. Con này M gầy hoặc là size S mặc giúp em nhé. Dưới 1m68, dưới 65 kêu cả. Còn anh em biết hàng nhà em như nào rồi đúng không? Chắc cũng không phải quảng cáo đâu. Độ mới trên 90 và ba mở hàng ra, kiểm tra hàng trước khi nhận. Kodokodai với mã 45. Rộng vai 47, dài 70 và độ rộng bụng là 55. Gió hai lớp form bomber. Con này như còn có cả logo cá sấu ở trước ngực nữa. Nhìn nó rất là hiện đại luôn. Đấy em biết mà. Form con này là form pilot ạ, form phi công. Em nhìn cái logo xịn này. Đấy, nhìn như Lacoste đúng không? Nó được mệnh danh là Lacoste ở châu Á mà. 6572, cân nặng 60-70 ạ. Hai lớp, độ mới cao. Và đây là mã 45. Thực ra em cố lên nhiều nhảy là để cho anh em có nhiều lựa chọn đấy nhá. 46, rộng vai 46, dài 72 và độ rộng 54. Lê Cao tiếp. Hôm nay em lên rất nhiều hàng của Lê Cáp. Bọn này nhá, nếu mà so sánh về giá so với bọn The North Face, Nike, Adidas ấy, không thua kém gì đâu. Đây, 6572, cân nặng 60-68 ạ, cho mã này. Gió một lớp. Mã này của chúng ta sẽ là mã 46. Mà 199.000 nó quá rẻ để mà cân nhắc ấy. 47, chúng ta sẽ đến với Hugo Boss này. Dã man chưa? Dã man chưa, tem này. Tem trong túi nha. Hai lớp, rộng vai 46, à rộng vai 48, dài 65 và độ rộng 55, nhưng mà cái này tay rộng. Ui, nó hợp với cái áo trong của mình thế. Đây, cùng một màu luôn. Hàng của Boss thì không bao giờ có giá dưới 2 triệu cho một con gió đâu. 6572, cân nặng 60-68 luôn. Mã này thôi không yêu cầu chuyển khoản trước đâu. Ai khách quen nhà em thì chắc là nhìn chốt được luôn đấy. 47, mới lắm. 48. Wilson. Đấy, toàn thương hiệu to chứ có con nào rẻ đâu. Rộng vai 48, dài 70, độ rộng 54. Hàng em hay gọi cái vải gió này là vải gió kiểu vải gió xốp. Nó sẽ có cái chất liệu kiểu siêu nhẹ ở trên con áo, mà mặc sướng lắm, vừa nhẹ vừa ấm. Này, Wilson 6572, cân nặng 60-70. Nhanh tay giúp em nhá. Khóa khiếc ngon lành luôn. Với mã 48, áo gió bán 199 này thì làm sao có lãi được nữa. Cái hàng nước 2, nước 3 thì có lãi ấy, nhưng mà nước 1 này thì không thể có lãi được. 49 ạ, Lê Cáp. Rộng vai 50, dài 72, độ rộng bụng 56. Cố đi. Cố lên cho đủ khách. À không phải đủ hàng cho khách. Không khách bảo là anh mãi không săn được. 6572, cân nặng 60-70 này. Hàng của Lê Cáp. Con này mũ giấu nha anh em nhá. Đây này, nó sẽ có một cái đường khóa ở đây, anh em mở ra nếu mà anh em muốn có mũ. Đó, còn đây là form của áo. Con này mờ béo, 6572, cân nặng 60-70. 50, chúng ta sẽ đến với thương hiệu Black da. Anh em biết tại sao nó lại làm chất liệu kiểu này không? Cái chất liệu này là cái chất liệu giữ nhiệt ấy, không thoát được một tí nó gọi là hơi lạnh nào ra bên ngoài đâu. Rộng vai 42, dài 68, độ rộng 46.
Goltec vừa chống nước vừa chống thoát nhiệt ra bên ngoài nhá. Này, anh em nhìn cái công nghệ Goltec của nó này. Với những quần áo Goltec thì không bao giờ có giá rẻ. Chúng ta sẽ đến với form size S ạ. Dưới 1m68, dưới 65. Cứ mặc thế đúng thế giúp em. Còn với giá 199.000 thì lại phải chia sẻ lại cái câu chuyện. Có thể anh em không tin, nhưng với giá 199.000 thì bọn em nhập buôn ấy, những cái mặt hàng này giá nó cũng xấp xỉ như thế rồi. Đây là mã 50. 51. Cây sweet, nhưng con này màu hơi dị nhá. Đây. Rộng vai 45, dài 70 và độ rộng 55. Đây, màu xanh lá, tem mác đầy đủ. Mũ không tháo ra được và đây là gió một lớp của cây sweet. Sáu năm bảy hai cân nặng 60 đến 68 kg. Ai mà yêu thích cái gọi là cái những cái sản phẩm mà nó nhìn nó tươi tươi ấy, thì đây, tức là nhìn nó rất hiện đại trẻ trung thì mới nên chọn má này nhé. Còn người già thì em nghĩ là còn tùy ấy. Có chú lên nhà em để tìm màu hồng thôi, còn có chú thì chỉ tìm xanh tím than thôi. Tùy tính cách từng người. Spyler với mã 52, rộng vai 50, dài 70 và độ rộng 55. Đây là một con gió với lớp giữ nhiệt bên trong còn nguyên. Màu của nó cũng khá là đẹp. Đây là một con gió màu đỏ đen. Sáu năm bảy hai cân nặng 60 đến 68 kg. Gió dày đấy ạ. Hàng leo núi đấy. Riêng mấy cái hàng leo núi này nó rất là bền anh em ạ. Cho người ta kiểu hoạt động dã ngoại ở bên ngoài ấy, thế này là những cái thương hiệu kiểu sản xuất đồ liên quan đến leo núi này thì đa phần là độ bền nó rất là cao. Này mọi người nhìn tay chun còn nguyên này. Mã này là mã 52, 53 đấy ạ. 53 chúng ta sẽ đến với thương hiệu Head. Mũ không tháo ra được nhá, và đây là gió dày. Rộng vai 45, dài 70 và độ rộng 50. Tem này sẽ là tem Hàn này. 53 rồi. Con này cũng đẹp chứ. 6572 cân nặng 60 đến 68 ạ. Màu đẹp chưa? Hàng của Head đấy. Đẹp chưa? Bây giờ chia sẻ mọi người cái câu chuyện đấy là bây giờ bảo bán áo cứ khen nó rẻ nó đẹp ấy thì mọi người cứ bảo là quảng cáo, nhưng mà nó đẹp thật mà. Với cái giá 199 làm sao ở đâu nó dám bán. 53. B54 đi ạ. B54. The North Face với mã B54, chúng ta sẽ đến với The North Face một lớp. The North Face Hàn. Rộng vai 45, dài 63, độ rộng 50. Ngoại trừ cái màu gọi là hơi nổi ra một chút thì đây là một siêu phẩm. Với giá quá rẻ. Size S nha. Anh em có thể mua về và cả anh cả chị ở nhà đều có thể mặc được. Nếu mà anh người nhỏ, dưới 1m68, dưới 65kg. Em có mấy khách hàng buồn cười lắm, cứ mua áo về là vợ chấn hết, xong lại đi mua tiếp. Tiếp ạ. 55 sẽ là một con Adidas AD0. Nhưng mà con này em cũng nói luôn là nó lỗi nhá. Lỗi như nào thì em sẽ nói luôn này. Em mặc vào. Rộng vai 50, dài 70 và độ rộng 55. Con này bị lỗi logo, ấp kiện mà. 99.000 cho ai mang về và không quan trọng cái việc cái logo nó bị làm sao cả. Đây. Đây ạ, cái logo nó bị dính ít màu, lem ít màu ra hay giặt, em cũng không biết là có ra không, nhưng mà nó của Adidas. 99.000 cho ai chuyển khoản luôn nhá. Túi khóa các thứ rất là đẹp luôn. Đây này, nó sẽ có cái túi khóa đây. Con áo này thì anh em mặc, một là mặc để chạy thì nó sẽ rất hợp lý, bởi vì chất này là chất co giãn dành cho anh em running. 6572 cân nặng 60 70 99k Adidas. Với những con 99.000 này còn bao ship, đừng đòi hỏi nhiều nhá. Nó có lỗi đấy. Và cái lỗi em cũng nói rồi, 56 cây sweet. Rộng vai 36, dài 63 và độ rộng bụng sẽ là 42. Cây sweet. Màu trắng. Con này thì dành cho anh em nào mà yêu thích kiểu gọi là phong cách bạch công tử. Và nếu mà mặc mấy con màu trắng này thì chia sẻ với mọi người luôn là mặc áo màu trong thì đừng mặc tối màu, hoặc là những cái con màu nổi nổi giống như em, cứ mặc màu trắng ở trong là được.
hai túi khóa hai bên. Và con này sẽ là size S. Em mặc bị sát người quá. Dưới 1m65 và dưới 1m65 và dưới 63kg. Cây số ít. Con này cũng có thể để dành cho nữ mặc, bởi vì form của nó khá là nhỏ. 56, 99k, 57. Những con 99k thì yêu cầu là chuyển khoản luôn nhá, Nepa. Còn mọi người tin hay không thì đấy là quyền của mọi người nhá. Mọi người không tin thì mọi người có thể sang kênh khác. Chứ còn kênh nhà em là những cái con mà em yêu cầu chuyển khoản trước là phải chuyển khoản trước, em mới cho đơn đi. Tiếp tục là một con size M của Nepa. 6572, cân nặng 60 và mắc là 75. Con này nó sẽ có lớp lót chống nước ở phía bên trong, thế nên là anh em kéo khóa cũng tiếp tục là kéo nhẹ nhàng giúp em nhé. Đây, đừng có vội giống em. 65 đến 75 là chiều cao, còn cân nặng cũng là 65 đến khoảng 75. Tầm khoảng 68 trở lên mặc là đẹp nhất. Mới lắm. Nói chung là với mấy con gió kiểu như này thì chẳng có gì để mà chê đâu anh em. 57 ạ, 58. Nike chui à? Nike nhưng mà là gió chui. Ui nhưng mà con này anh mà mặc vừa thì không bao giờ anh bán với giá này luôn. 6875, cân nặng 65 đến 75. Rộng vai 50, dài 75 và độ rộng bụng 57. Một con Nike nhưng mà là gió chui ạ. Tiếp. 59, rộng vai 47, dài 70 và độ rộng bụng sẽ là 51. Nepa. Đấy. Toàn hàng Ý, Yếc các thứ. Có cả... À hôm nay không có ham mèo nào của Đan Mạch nhỉ. Và 60 là mã cuối nhá. Con này form size M gầy mặc giúp em. 1m65 đến 1m70 và cân nặng 60-65 này. Em 64, em còn mặc một con áo nó cực kỳ dày ở phía trong này, thế nên là 65 mặc thoải mái. Đây ạ. Và mã cuối cùng ngày hôm nay sẽ là B60, rộng vai 47, dài 73 và độ rộng 52. Đây, tem của nó đấy ạ. Con này của Westing Technology, gió một lớp dấu mũ. Em sẽ kéo luôn cái mũ khóa này ra cho anh em. Đây. Ui. À. Con này của Cologne Sport mà. Đấy, thương hiệu cũng to luôn. 6875, cân nặng 6575, con này size L tay dài. Mới lắm, thật. Thề, đây này. Mới như thế này cơ mà. Đó. 199 luôn nhá, để cho anh em trải nghiệm hàng nhà em thử một lần với cái giá rẻ. Cologne Sport này, tem. Đó. Và mã cuối cùng ngày hôm nay sẽ là mã B60. Và ngày mai thì chúng ta sẽ tiếp tục lên với sản phẩm khác. Và hẹn gặp lại tất cả anh em vào tối ngày mai nhé, 20 giờ tối hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.